Đã thành thông lệ, hàng năm khi đất trời vào xuân cũng là dịp mà những người làm báo trên quê hương Bác Hồ lại hội tụ về Hội báo xuân. Năm nay, Hội báo xuân được tổ chức trên quê lúa Yên Thành. Cũng là năm thứ 13, ngày hội được đưa về cơ sở với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân, Mừng Đất nước, Quê hương đổi mới. Hội báo xuân năm nay có hơn 100 đầu báo, 1.000 ấn phẩm gồm báo, tạp chí trung ương và gần 60 tỉnh thành trong cả nước tham dự. Đặc biệt, có 17 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương mang đến những ấn phẩm đặc sắc, ấn tượng, thu hút đông đảo độc giả, khán thính giả quê lúa Yên Thành tham gia theo dõi. Năm nay thì rất là vinh dự cho Yên Thành để được quan tâm của tỉnh và Hội Nhà báo Nghệ An. Thì Hội báo xuân năm 2015 được tổ chức tại Yên Thành. Thì riêng bản thân tôi thì vô cùng phấn khởi và xúc động trước những cái tình cảm mà Hội Nhà báo, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, rồi các đơn vị, các huyện thành về Yên Thành đã dành cho Yên Thành những cái tình cảm rất là vui vẻ và nồng ấm trong cái ngày xuân đầu năm 2015. Và đặc biệt thì nhân dân Yên Thành cũng rất là phấn khởi và vui mừng đón chào những cái điều tốt đẹp nhất mà Hội Nhà báo Nghệ An đã đưa lại cho quê hương Yên Thành. Không gian chính của Hội báo xuân diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Thành với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và đông đảo quần chúng nhân dân học sinh huyện Yên Thành. Các tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm màu sắc truyền thống với những ca khúc mang âm hưởng dân ca ví dặm xứ Nghệ vừa được UNESCO vinh danh cũng là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc Hội báo xuân Ất Mùi. Trong năm qua, đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, toàn tỉnh có 400 nhà báo hội viên thuộc 7 cơ quan báo chí Nghệ An và các phóng viên báo chí của 41 cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các báo tại Nghệ An. Lực lượng truyền thông tin cậy đã làm nên bức tranh toàn cảnh diện mạo của báo chí Nghệ An trong sự đổi mới và hội nhập, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An với bạn bè trong nước cũng như quốc tế, nhằm khơi dậy các nguồn lực, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020. Thì Nghệ An chúng ta là đã có hơn 20 năm trong tổ chức Hội báo xuân, nhưng mà trong đó là có 13 năm là tổ chức ở cơ sở. Thì Yên Thành là một cái huyện thứ 15 trong tổ chức Hội báo xuân. Thì để cho cái tác động rất là lớn đối với khán giả, đối với độc giả, thì chính những người làm báo chúng ta rất là trăn trở, rất lo âu cho một cái tờ báo xuân tốt. Khi mà tờ báo xuân tốt thì trong một năm làm việc thì chắc lọc lại không chỉ là những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà, của đất nước được thể hiện trong tờ báo, mà còn là những nét văn hóa đặc sắc của quê hương, của xứ Nghệ để được chắt lọc trong tờ báo xuân. Hội báo xuân hàng năm là cơ hội để các cơ quan báo chí, các nhà báo gần gũi hơn với công chúng, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của báo chí tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới báo chí tỉnh nhà nói riêng và báo chí cả nước nói chung, nơi giao lưu gặp gỡ những người làm báo với đông đảo bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những thành tựu đổi mới của báo chí sau một năm lao động miệt mài của các nhà báo. Tôi cũng có cái điều gì đấy, thì bao giờ thì với nếu là đứng về phương diện người đọc thì bao giờ người ta cũng muốn là báo chí của mình vừa là có cái tác dụng đồng viên giáo dục, nhưng mà đồng thời làm thế nào cũng bảo thấy là để có hai chiều. Làm thế nào mà có cái chiều của là báo chí, nhưng mà có cái chiều của độc giả, có cái phía bạn đọc, nên có cái phía cái của cái phía bạn đọc. Hôm nay cháu về đấy thì cháu có cảm nhận rất là vui, là chúng cháu được tiếp nhận rất là nhiều báo và có thêm rất là nhiều kiến thức và bổ ích đối với học sinh chúng cháu. Tại lễ khai mạc, đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi tặng 3 suất học bổng trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đây là nguồn nhuận bút các bài viết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trên báo Nghệ An. Dịp này, lãnh đạo Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí đã trao các phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và trao quà Tết cho các gia đình chính sách. Ngay sau tiếng trống hội của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lễ cắt băng khánh thành, không gian của lễ hội thực sự mở ra.
Năm nay, báo Nghệ An đưa đến Hội báo Xuân Ất Mùi các ấn phẩm chính là Nhật báo, báo điện tử, báo Xuân Dương lịch 2015 và báo Xuân Ất Mùi. Đây là những ấn phẩm đặc sắc của báo Nghệ An trong năm qua. Đặc biệt, bìa báo Xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề Sống dậy hồn quê, gợi nhắc hình ảnh trao truyền dân ca ví dặm xứ Nghệ được độc giả đánh giá cao. Đây cũng là bìa báo đã đạt giải B Hội báo Xuân toàn quốc. Thì chính tờ báo Nghệ An nó đạt được là cái bìa cũng như là cái chất lượng nội dung được Trung ương, được Hội Nhà báo Việt Nam, được ban tổ chức Hội Nhà báo toàn quốc đánh giá rất là cao. Hội báo Xuân năm nay thì tôi thấy là rất ấn tượng, là hình thức thì rất đẹp, nội dung thì rất phong phú và đa dạng, và có cái sự tiến bộ có thể nói là vượt trội so với những kỳ trước. Năm nay chúng ta vui mừng là được giải của Trung ương. Đó cũng là cái ghi nhận, cũng là cái sự nỗ lực cố gắng của một năm lao động rất là miệt mài, trách nhiệm, rất là đầy cái nhiệt huyết đam mê của anh em báo chí. Nó cũng phản ánh bức tranh của Nghệ An nó tươi sáng hơn. Đấy. Và cái cuộc sống của nhân dân nó đầm ấm, nó đủ hơn và lạc quan hơn. Đấy. Hội báo Xuân năm nay thực sự trở thành ngày hội trên quê lúa Yên Thành, nơi các độc giả, khán thính giả xem truyền hình, báo điện tử có cơ hội tiếp cận với các ấn phẩm báo Xuân trong cả nước, nơi tôn vinh văn hóa đọc, cũng là nơi giao lưu gặp gỡ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ.